Chào các bạn nha Trong video trước mình chia sẻ cái cách dùng ngón tay chọc lục lông bia các bạn Thì mình có nói mình sẽ chia sẻ các bạn cách cách rót bia đúng nhá Bởi vì á, mình đảm bảo với các bạn Trên 90% Chúng ta rót bia sai cách Tại sao mình làm video này Bởi vì á, khi mà các bạn rót bia sai cách Thì các bạn uống vào nó sẽ hại cho dạ dày Và không tốt cho sức khỏe Còn nếu các bạn rót bia đúng cách các bạn uống vào Sức khỏe của bạn sẽ tốt nha Đấy thì các bạn biết này nếu mình rót bia không bọt bia có bọt và bia như thế nào là tốt nhất thì hãy xem cách cách mình rót bia nhé và mình sẽ nói cho các bạn biết tại sao đây mình phải rót bia thế này các bạn phải nghiêng ly bia và các bạn rót Đây các bạn xem ly bia. Thì nó nó phải là 7 phần bia, 3 phần bọt. Thấy các bạn? 7 bia, 3 bọt thì lúc đó các bạn uống bia nó sẽ ngọt nhất nha. Còn nếu các bạn rót bia mà không bọt á thì lượng khí CO2 nó nằm trong bia nó sẽ làm cho bạn đầy hơi, chứng khí và rất hại cho dạ dày. Đấy. Còn nếu các bạn rót mà bia toàn bọt không á thì ly bia các bạn uống nó rất là nhạt. Đó. Mình đảm bảo với các bạn, các bạn rót thế này. Các bạn uống ly bia nó sẽ thấy rất là ngọt và nó thơm, bởi vì khí CO2 nó bị giải thoát ra một phần và cái bọt bia nó làm gia tăng cái hương vị của ly bia. Còn nếu mà các bạn rót bia không bọt, CO2 vẫn nằm trong này thì các bạn uống bia nó sẽ đắng nha các bạn. Mình đảm bảo luôn, các bạn có thể cứ lấy ba ly bia, ba lon bia và các bạn rót không bọt, có bọt và đúng theo chuẩn thế này thì các bạn sẽ cảm nhận ly bia sẽ khác nhau các bạn. Đấy. Thì khi mà các bạn rót bia đúng cách như thế này, bảy bia, ba bọt là sức khỏe của bạn sẽ đảm bảo và ly bia nó sẽ thơm và nó sẽ ngọt. Đấy. Rồi các bạn thấy clip hay tặng mình một like nhé và nhớ chia sẻ bạn bè các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Chào các bạn.